ngày hôm sau hội nghị định hướng cho sinh viên năm nhất. trong lúc này thì cả ba người, lục phàm, tần thu, tiểu mẫn đi dạo trong khuôn viên trường. lục phàm lên tiếng nói, hóa ra nghề đời sống và nghề chiến đấu không được phép tham dự buổi họp tuyển sinh trường A cùng nhau. tần thu nói, đúng, chị hàn sắp đi nơi khác tham dự hội nghị. tiểu mẫn cũng lên tiếng nói, đúng rồi. lục phàm, sao tối qua trong phòng anh ồn ào thế? lục phàm vui vẻ mà nhìn tiểu mẫn nói, đêm qua là vì, chưa kịp nói dứt câu nữa thì lục phàm đã bị tiếng của mấy thanh niên xung quanh nói lớn làm gián đoạn. bọn họ nói, nhìn 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 kìa thêm hai người đẹp nữa đến đây cô ấy xinh đẹp đến mức được coi là hoa khôi của trường làm cho ba người bọn họ bất ngờ dẫn tới cạn cm lời luôn có thể đi đến một nơi bí mật và chết cùng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì thật đáng giá bạn đang nghĩ về mờ HM phải không bạn không thấy một người đàn ông đi cùng họ sao như họ có hai người cả hai đều không thể là bạn gái của người bạn đó được tần thu đi trước và quay lại tiểu mẫn nói hôm qua tôi hỏi cô cố có phải nghề ẩn có nên ngồi ở hàng ghế đầu không tiểu mẫn nói tôi không thể ngồi với tiểu thu à vậy tôi sẽ ngồi ở hàng sau còn lục phàm thì mặt lạnh lạnh mà chỉ nói ừ ở hàng ghế trước thì hồng vũ đã ngồi từ lúc nào hắn ta liếc mắt về phía lục phàm nhìn không có vẻ gì là thiện cảm lục phàm thấy anh ta nhìn mình cũng thầm nghĩ người đó nhìn quen quá suy nghĩ một hồi thì lục phàm cũng nhớ ra là hồng vũ người đã cùng thi tốt nghiệp và xếp hàng thứ hai ở thành phố giang hải lục phàm nghĩ anh ta là thầy khí công ồn ào trong kỳ thi lớn đó đây mà rồi lục phàm bước ngang qua và nhìn anh ta khẽ cười nhẹ làm cho anh ta tức muốn nổi đóm nghiến răng canh két rồi hồng vũ mặt tối sầm lại mặt đầy phần nộ mà nghĩ về lúc bị thầy hiệu trưởng nói em thực sự cho rằng mình là lựa chọn hàng đầu kiểm tra danh sách và xem khoảng cách giữa em và lục phàm lục phàm mày thực sự đã làm tao xấu hổ trước mặt hiệu trưởng đáng kính cuối cùng tao cũng gặp được mày trong khi đó thì tiểu mẫn có vẻ hơi buồn mà nhìn tần thu và lục phàm nghĩ thật sự những nghề nghiệp ẩn giấu đều được sắp xếp cùng nhau từ giờ trở đi lục phàm sẽ ở bên cạnh tiểu thu mỗi ngày đang đi thì bất ngờ lục phàm thấy ai đó ngồi mà cũng có chút ngạc nhiên đó là kiến danh cô ta cũng thấy lục phàm mà không nói gì còn lục phàm thì cười gượng gạo mà nói à xin chào bạn tần thu thì cũng bất ngờ khi nghe lục phàm nói xin chào với kiến danh tần thu hỏi lục phàm bạn biết bạn đó sao lục phàm nói ừ à cô ấy là hàng xóm của chúng ta sống ở nhà số 2, tên là kiến danh tần thu nói tôi hiểu rồi vậy thì không phải trên bảng tổng điểm cô ấy xếp hạng thứ hai sao và cô ấy rất xinh đẹp và mạnh mẽ sau đó thì lục phàm và tần thu ngồi vào vị trí mà vui vẻ cười nói với nhau trong khi đó thì mấy thanh niên ngồi ghế phía sau thấy cũng bàn tán, thật tuyệt khi được đến học viện Long Đô. Hãy nhìn cậu ta đi được bao quanh bởi những người đẹp này. Nói vậy thôi, việc có nhiều người đẹp hơn thì có liên quan gì đến bạn. Cậu ta có lẽ là một kẻ nói dối, sau này hãy mạnh dạn hơn và trực tiếp hỏi thông tin liên lạc của cậu ta. Sau đó thì giáo viên bước ra và nói với tất cả sinh viên, mọi người, hãy im lặng. Tôi là Triệu Thịnh Minh, phó hiệu trưởng học viện Long Đô và là giáo sư của học viện chiến đấu khoa ma thuật. Lời đầu tiên, thay mặt trường đại học Long Đô, tôi xin chào mừng tất cả các em sinh viên mới. Nghề chiến đấu của Triệu Thịnh Minh, Pháp Sư Sầm Xét Cấp độ, level 78 Tôi không thích sự hình thức và nói chuyện trống rỗng Tiếp theo, giáo viên của em sẽ cấp cho bạn thẻ căn cước Trong lúc chờ đợi, hãy để tôi thông báo cho em một số nội quy của trường Các thẻ căn cước được cấp bây giờ đều là thông tin xác thực của các em khi theo học tại Đại học Long Đồ Lúc này thì cô giáo cố hàn cũng tới nơi lục phàm với kiến danh đang ngồi và đưa cho họ thẻ căn cước Thẻ căn cước sẽ lưu trữ điểm của các em và điểm này là đồng tiền chung của trường Cần có điểm để mở vương quốc bí mật do trường cung cấp, mua vũ khí, bình thuốc, vân vân và mây mây. Điểm ban đầu đến từ điểm thi của bạn. Lục Phạm cầm thẻ căn cước lên thì thông tin và điểm số cũng hiện ra. Thẻ ID trường Đại học Long Đô, điểm 13539. Sau đó thì có một sinh viên giơ tay và đứng lên hỏi, "Phó hiệu trưởng, các tỉnh khác nhau có mức độ khó khác nhau trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Các tỉnh có độ khó thấp hơn sẽ có nhiều khả năng đạt điểm cao hơn đúng chứ?" Phó hiệu trưởng nghe hỏi thì cũng có chút bất ngờ. Rồi ông ta giải thích, "Tất nhiên nhà trường đã cân nhắc những gì em nói." điểm của kỳ thi chính sẽ được chia theo hệ số độ khó để lấy điểm dựa trên các bài thi khác nhau ở mỗi tỉnh độ khó của thử nghiệm càng cao thì hệ số độ khó càng nhỏ ví dụ bài thi năm nay ở tỉnh phía nam là khó nhất các tân sinh viên ở tỉnh phía nam sẽ có hệ số độ khó tối thiểu là 96. lục phàm nghe thầy hiệu phó nói mà cũng thầm nghĩ có vẻ như điểm số này chính là toàn bộ quỹ mình có ở đại học long đồ thầy hiệu phó nói tiếp tuy nhiên những điểm này chỉ là tạm thời điểm của các em sẽ được xác định lại trong bài đánh giá sinh viên năm nhất một tháng sau 30 học sinh đứng đầu trong kỳ đánh giá sinh viên năm nhất sẽ đủ điều kiện tham gia lớp thanh vân. Học viên vào lớp thanh vân sẽ nhận được nhiều quyền lợi đặc biệt. Các em có thể đăng ký các gói bí mật đã đóng, trao đổi các kỹ năng và trang bị được chỉ định cũng như quyền di chuyển vào khu vực biệt thự, vân vân và mây mây. Sau khi thầy hiệu phó giải thích xong thì tất cả sinh viên bên dưới đều nháo nhào lên mà thảo luận với nhau, lớp thanh vân. Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó trước khi đăng ký. Mình chưa nghe đến nhưng hình như chúng ta cũng có cơ hội chuyển về khu biệt thự nhỉ. Lục Phạm ngồi đó nghe hai thanh niên phía sau nói thì thầm nghĩ, nói cách khác, mình, người xếp hạng số 1. Hiện tại đã đủ tư cách xếp vào lớp thanh vân, nhưng nếu sau này mất đi tư cách này, mình sẽ phải dọn ra khỏi biệt thự số 1. Thầy hiệu phó cười lớn và nói tiếp, ha ha ha, tôi hiểu rằng các em đều muốn vào lớp thanh vân, nhưng tôi muốn nói trước với các em, điều đó không có nghĩa là em có thể ngồi lại và thư giãn sau khi vào lớp thanh vân. Bất kỳ học sinh nào cũng có thể thách đấu các thành viên của lớp thanh vân thông qua các trận chiến và chỉ những thành viên thanh vân chiến thắng mới có thể giữ được vị trí của mình. Nếu các thành viên thanh vân thua, họ phải nhường hạn ngạch thanh vân của mình cho người thách đấu hơn nữa lớp thanh vân không thể từ chối thách đấu từ những người khác sau đó thì thầy hiệu phó cầm đồ điều khiển lên và bắt đầu bấm thì màn hình phía sau bắt đầu chạy và cho ra kết quả của 30 sinh viên đứng đầu lớp thanh vân hiện tại có 30 thành viên nằm trong top 30 của kỳ thi tổng hợp người đứng đầu là nhà vô địch của tỉnh phía nam ngựa long sư lục phàm sau khi nghe thầy phó hiệu trưởng công bố thì mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao cái gì anh ta là người đầu tiên đó không phải là tên chóa kia sao chủ nhân rồng anh ta chiếm vị trí đầu tiên hãy nhỏ giọng để anh ấy không nghe thấy nếu anh ấy thực sự có một con rồng chúng ta sẽ phải chịu số phận cho dù có loài rồng đất thì cũng rất đáng sợ khi nghe tên của mình thì lục phàm từ từ đứng dậy sau đó thì lục phàm vui vẻ vẫy tay chào mọi người còn mấy tên xung quanh thì cũng không ngừng bàn tán tôi vừa tìm thì không có điểm hay video bài thi của lục phàm nhìn anh ta yêu đuối vậy mà chắc không phải do gia đình sắp đặt đấy chứ quả thực chỉ có trần thiên chi người đứng thứ hai ở tỉnh phía nam mới có thể tìm được rồng mạnh mẽ đến thế nào tên trần thiên chi lên tiếng nói công chúa tùy cô quyết định khi nào hạ gục hắn à công chúa cũng trả lời thực lực của hắn vẫn chưa rõ ràng đừng lo lắng trước tiên hãy tìm hiểu rõ về hắn tần thu lo lắng nói với lục phàm lục phàm phó hiệu trưởng đẩy bạn như thế này chẳng phải là khuyến khích mọi người khiêu chiến bạn sao lục phàm thì cười và nói tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một vở kịch như vậy kiến danh ngồi cạnh theo dõi cuộc trò chuyện mà không nói gì sau buổi họp định hướng cho sinh viên năm nhất lục phàm cùng với tần thu và tiểu mẫn ra về cậu ta nghĩ cuối cùng cũng kết thúc đã đến lúc nâng cấp tiểu phi và mở khóa một kỹ năng mới lục phàm quay qua hai người tần thu và tiểu mẫn mà lên tiếng nói chúng ta hãy đến hội trường bí mật và xem trường có gì thì bỗng lục phàm nghe từ phía sau có người hô lớn tên mình mà phát giác quay lại đó chính là hồng vũ hắn ta mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo và nói tao muốn hỏi mày rồi hồng vũ hét lớn bắt đầu thử thách làm cho nhóm người của ả à công chúa cũng bất ngờ dẫn tới trợn tròn mắt kinh ngạc kể cả thầy phó hiệu trưởng và cô giáo hàn của có chút bất ngờ hai người tần thu và tiểu mẫn cũng bất ngờ không kém Lục Phạm thì mặt lại như tiền và nói với Hồng Vũ: Anh muốn thử thách tôi à? Đúng vậy. Triệu Phó Hiệu trưởng vừa mới nói 30 thành viên đứng đầu của lớp Thanh Vân không được từ chối thử thách. Lục Phạm, nếu mày thực sự có thực lực trở thành số 1 sao không dám cùng tao tranh đoạt? Mình không thể xem video và điểm bài thi tuyển sinh đại học của hắn ta. Nếu hắn thực sự có khả năng, đó hẳn là một thử thách dựa vào việc triệu hồi nhiều con rồng phụ. Chỉ cần mình nhắm vào chính hắn, mình chắc chắn sẽ thắng. Lục Phạm nói: Không dám. Trong trường hợp này, tôi chấp nhận thách thức của bạn. Hồng Vũ thì đắc ý nói, nếu mày có đủ can đảm, tao đặt cược 200 điểm cho thử thách này. Chỉ có 200 ư? Quên đi, 200 có lẽ là rất nhiều đối với anh ta. Lục Phàm vui vẻ và nói với Hồng Vũ, được rồi, chỉ cần đặt cược 200 điểm. Những người xung quanh sau khi thấy pha vừa rồi thì cũng nhốn nhào lên, một cuộc chiến bắt đầu sớm vậy. Số một thủ lĩnh rồng sẽ có nhiều thứ đáng xem rồi. Ngựa Long sư, chẳng phải nó giống với pháp sư Triệu Hồi sao? À, cô chúa thấy vậy cũng lên tiếng nói, đây là cơ hội tốt để thăm dò hắn ta hồng vũ lúc này đã chuẩn bị tư thế chiến đấu hồng vũ nói bắt đầu đếm đến ba ba tần thu cười và nói ha ha anh ta chưa từng thấy lục phàm đánh nhau còn tiểu mẫn thì có chút lo lắng cho lục phàm và nói lục phàm sẽ không thua phải không hồng vũ đếm đến hai và một lúc này thì hồng vũ bỗng đầu của hắn ta đen xì lì như cục cướp chóa ánh mắt phát sáng đầy sắc khí nhìn tần thu có vẻ rất tin tưởng vào lục phàm tần thu cười và nói một lúc bạn sẽ biết hồng vũ không đợi được nữa mặt hắn rất hổ báo cáo chồn mà lập tức phóng rất nhanh về lục phàm và nói bắt đầu trong khi đó thì lục phàm vẫn chưa có phản ứng gì